bạn đang cần quản lý sản phẩm, đơn hàng, doanh thu tới từ kênh bán hàng Facebook để tôi chỉ cho bạn cách đơn giản nhất. Bí quyết của tôi là Kiosk Việt, phần mềm quản lý bán hàng được hơn 150.000 chủ shop tin dùng. Kiosk Việt có gì đặc biệt ư? Xem nhé! Với Kiosk Việt, bạn có thể liên kết không giới hạn các fanpage bán hàng. Nhờ đó, bạn có thể quản lý tin nhắn, bình luận chung trên một màn hình. Với tính năng này thì bạn có thể tư vấn nhanh cho khách hàng, tránh sót đơn, sót tin nhắn, bình luận của khách hàng và tránh mất khách. Chắc hẳn khi bán hàng trên Facebook, bạn sẽ có những buổi live stream chốt đơn. Hiểu được nhu cầu đó, Kiosk Việt đã có tính năng tự động in bình luận đúng cú pháp khi live stream. Nghĩa là ngay sau khi khách hàng bình luận chốt đơn theo mẫu, thì bình luận đó sẽ được tự động in ra, giúp bạn rà soát và lên đơn chuẩn. Ngoài ra, Kiosk Việt còn hỗ trợ các bạn một tính năng giúp tiết kiệm thời gian, đó là lên đơn ngay trong khi chat. Tại đây, bạn có thể vừa chat với khách hàng, vừa lựa chọn sản phẩm, kiểm tra tồn kho, xem còn hay hết. Sau đó thì lên đơn một cách nhanh chóng, hiệu quả. Sau khi lên đơn, bạn có thể lựa chọn các shipper của các hãng vận chuyển uy tín đã liên kết với Kiosk Việt một cách nhanh chóng. Cuối ngày, bạn có thể kiểm tra được doanh thu tới từ các fanpage bán hàng. Đặc biệt, giải pháp quản lý bán hàng trên Facebook của Kiosk Việt ngoài việc sử dụng trên máy tính, laptop, còn có phiên bản app mobile, dễ dàng sử dụng trên điện thoại, iPad, mọi lúc mọi nơi, vô cùng tiện lợi. Đó, bán hàng trên Facebook thật dễ dàng nếu bạn tìm đúng phần mềm. Hãy đăng ký dùng thử miễn phí và trải nghiệm Kiosk Việt ngay hôm nay. Quản lý bán hàng dùng Kiosk Việt.